Đấy, em queen mà nằm gần máy bắn đá là phải xử đấy các bạn này. Vẫn cất dành lại một set để thả đúng con queen xem chạy đi đâu, thả phát nữa này. Chạy đi đâu hả queen? Một máy bắn đá và một queen đã nằm. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một combo cực kỳ hay của anh em Betray trong trận chiến thắng Zolo đến từ Syria. Và đây là một combo mà mình thấy là anh em Betray áp dụng khá là ấn tượng, mà chính là combo mà Lavaloon với Shed. Vâng, dường như cái lúc mà bình Shed nó còn không ảnh hưởng lên cái lính hội thành nữa thì cái combo này dường như nó đã bị lãng quên. Nhưng không, lần này anh em Betray đã cố gắng áp dụng trở lại khá là thành công. Và trong trận đánh này thì gia đình là số 1 đã chơi với cả là 3 lava, một con Ice Golem, và như vậy là đầu tư ở đây để phá luôn cả hai cái máy bắn đá. Đập. Ô, em Queen 75 suýt hẹo rồi. Còn hai set nữa. Sẽ xử lý ở đâu đây? Và quyết tâm đập chết Queen luôn. Và Queen đã gục rồi. Có cả Royal với cả King ham chiến ở đây. Em Queen cũng đi vào luôn. Như vậy bộ ba này sẽ ăn được mỏ chim Edifan ở đây. Thằng King chạy xuống dưới này kẹp cả Royal, ăn được cái E với cả máy bắn đá dưới này không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Sau tình huống này thì có lẽ Lava chạy từ hướng ngược lại dưới 6 giờ rồi. Ice Golem có mặt ở bên kia để ăn cái Inferno 1 tia. Royal chạy lên đây chơi rồi, beat lại. King còn chơi thằng King bên kia không King ơi? Giao bánh rồi. Ice Golem hoảng không đúng quy trình gì cả. Hoảng mà không ăn được cái Inferno 1 tia sao? Queen cứu, Queen cứu. Có kịp không ta? Kịp rồi, kịp rồi. Không kịp, không sao cả, bôi cao sẽ khỏi. Hai cái máy bắn đá ở đây nó cũng đã sắp hết máu rồi các bạn. Khi mà khí cầu thả đá của chúng ta dội xuống thì nó sẽ nằm thôi. Úi dồi ôi, em là bà vừa mới lòi cái mồm ra cái dính trưởng ngay lập tức luôn. Đấy, hướng đi quân khá chuẩn bài đúng như mình dự đoán, bởi vì sẽ phải chơi ngược hướng thổi gió đấy các bạn. Vâng, quản giáo sẽ chuẩn bị vào kho thôi nào. Đâu rồi? Đây. Đối bạn thủ cũng là lava luôn. Một bình tốc và sẽ chuẩn bị triển khai gông quản giáo lên. Cứu 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 cứu. Không cứu luôn. Buông luôn. Giờ mới cứu đây này. Thằng King cố gắng không bị hẹo đi em. Rồi. Như vậy là Lavaloon nó vẫn có sức mạnh nguy hiểm nhất định này các bạn nha. Bằng lava đi lệch nhau kia kìa. Chết rồi là nhòe luôn. Độc dược sẽ được triển khai khi mà bên kia nó nổ, đúng rồi. Còn một cái Inferno 1 tia, mình chơi làm sao được một cái lũ nó đông như thế này. Một chọi một đấu ngư bể đầu rồi em ơi. Xong. Xong luôn. Một trận tuyệt vời đến từ người chơi gia đình số 1. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với hai trận nữa. Đây. Nhà số 3 đến từ anh Phát Đạt chơi đây. Đấy, cũng là Lava và Shed. Lần này có chơi một Super Wizard để cắt cho nó chuẩn đây. Để xem. Và bên series trận này thua. Thua những người luôn. Quyết tâm đập hẹo em Queen luôn các bạn ạ. Quyết tâm đập hẹo em Queen và ăn được một máy bắn đá rồi nha. Bên này thì Royal với King. Em Queen đâu? Sẽ có một siêu công thành binh vào, đúng rồi. Và như vậy là trận này có vẻ ổn áp hơn khi mà sẽ chơi chim này. Rồi chơi được mấy cái loạt X-Bow dưới này. Em Royal đang ăn được cái E. Super Wizard đang cố gắng cắt ở hướng góc 6 giờ dưới này là rất tốt. Hết băng chưa? Hết băng rồi. King đã gồng xong. Em Queen kia kìa. Em Queen đi theo thằng King đi Queen ơi. Royal giao bánh đi nào. Rồi hết pin này. Này thì múc chúng tôi này. Cố lên, cố lên. Queen. Vâng, chiến đấu với tường rồi.
Như vậy là đại quân sẽ từ dưới chỗ 9 giờ đi vô rồi các bạn. Hay là 3 giờ ta? Không, 9 giờ, 9 giờ. E nó nằm hết ở bên này các bạn. Vâng, đang phân vân quá. Vâng, đang chuẩn bị thả quân thì vợ gọi. Vâng, không nghe bàm cắt chim. Thế là tôi có mặt rồi. Chơi không bạn? Quẳng luôn mấy cái con ở dưới đất đi. Đúng rồi. Là vào. Giải hết toàn bộ ra đây. Quản giáo cũng đã có mặt luôn rồi. Vẫn cất giành một luôn để chuẩn bị cẩn thận khu vực những cái công trình phía ngoài bên hướng góc 3 giờ đấy rồi. Khi mà nó khép góc chưa đẹp là càng lắm. Ôm cua vào trong đi. Ui rồi. Rồi, thêm thêm lính rồi, thêm lính rồi. Để câu giờ cho đội quân mừng áp sát vào khu vực nhà chính, lập quả tốc này. Nhanh chuẩn bị. Vâng, quản giáo và tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gông. Trời. Quá đẹp luôn bạn ơi. Ô, xoáy nằm dưới này à. Vâng, cho bạn xoáy luôn. Xoáy xong thì tớ cũng qua đấy rồi. Tuyệt vời. Ôi, một trận đánh Lavaloon rất đẹp đến từ anh Phát Đạt đấy các bạn ơi. Đấy, nếu anh em thấy thích video này của mình cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Thanh toán anh em có nhu cầu với xem 1.3 hay những gói ưu đãi trong cửa hàng cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming, mình đã để sẵn trong phần mô tả video. Thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Những gói ưu đãi nào mua nhanh còn kịp nào các bạn ơi. Tuyệt vời trận thi đấu này. Đây, chúng ta cùng tiếp được đến với một trận nữa bằng Lavaloon với cả Set đến từ anh Phát Đạt luôn các bạn. Đấy, em Queen mà nằm gần máy bắn đá là phải xử đấy các bạn này. Vẫn cất giành lại một set để thả đúng con Queen xem chạy đi đâu, thả phát nữa này. Chạy đi đâu hả Queen? Một máy bắn đá và một Queen đã nằm. Vâng, đây là điều ưu tiên cho cái combo này các bạn nha. Anh em mà muốn tham khảo combo này thì cứ chọn cái mẫu bay hoặc cái vị trí mà chơi được máy bắn đá và Queen. Ôi kìa. Baby vào phát dính trưởng luôn. Siêu công thành binh cũng có mặt. Rồi, kinh vào chơi kinh của đội bạn. Vâng, em Queen tự dưng quay xe sang bên đây rồi. Máy bắn đá nó bắn đau quá. Đã gồng bằng kinh, cố gắng câu đi, câu đi. Ô, Queen phải quay xe vào trong nhá, Queen phải quay xe vào trong. Thôi xong. Thả đá phải vào đây luôn. Còn Royal mà ta. Thả đá của chúng ta sẽ ăn được máy bắn đá bên đội bạn thôi. Một em minion ở đây thoải mái bắn chùa này, từ đầu trận đến cuối trận cho mà xem. Kinh đã đi sang bên kia và như vậy là dồn quân luôn. Vì mỏ chim đã bị mất rồi mà. Rồi, khép góc ổn đấy. Queen cẩn thận, Headhunter sau lưng kia. Gồng thôi Queen, đúng rồi. Em Queen như vậy là hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi. Inferno một tia bạn nằm xuống. Chờ tôi tí. Tốc đầu anh ơi. Bằng hồi nhà chính người đã sẽ là một pha tốc để vượt qua nguy hiểm chỗ thằng thổi gió. Gồng đại quân rồi. Thêm một cái tốc nữa, nhanh lên cái thằng thổi gió kia. Rồi. Nãy giờ tôi nhịn bạn hơi bị nhiều rồi đấy bạn nhá. Ủa hoàn thì không phải Royal chúng ta hoảng ở đâu rồi ta? À hoảng ở trên kia rồi, ăn cái E rồi. Này thì Royal của đội bạn này, một trận tát cửa nát nhà nữa đến từ combo Lava Sloon với cả là Set rồi các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này của mình cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Rồi chúng ta hãy cùng đến những trận thi đấu vâng đánh cho tan nát 5 top đầu này luôn nào. Nhà số 2 bị vụt bởi Rika. Minerhawk. Ây dây. Đầu tư hai em. Hốt đê. Zeti ở cánh dưới này đây rồi. Sẽ như thế nào đấy nữa nào các bạn. Chúng ta xem 5 cái top đầu bị tan nát luôn nào. Tí nữa đến với nhà top 4 xem. Mình chưa xem đánh bằng cái gì đâu. Ô oh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quá ôm bom. Thêm luôn nữa. Thôi tránh ra đi, bên đấy một quả bóng đen bị hút hết rồi. Đục một lớp tường nữa đến từ Rika. Rồi. Hôi. Đúng rồi, cho độc dính trường mà. Hai Scolem đứng ở trong đấy mà chơi. Sập nhà chính rồi, yên tâm đỡ một phần rồi. Wish chạy ra là dính được độc và oẳng thôi. Rồi.
toàn bộ quân cũng dồn vào ăn Mota với Tesla ở đấy thôi. Đúng rồi, bên này cho Queen xử lý cho. Đại bảng giờ này vẫn đang hoạt động tốt. Thêm bình cuồng nộ nữa, bắn. Ồ, thập kinh liều nhỉ. Thập kinh vào đây thi đấu mà không sợ Inferno một tia chơi sao? Chắc là tính toán rồi. Tính toán rồi. Dụ đi. Đúng rồi. Em Queen của đội bạn cũng đã bị xử lý trong tình huống này rất nhanh luôn. Inferno một tia thì có Miner với cả họ. Ô, xoáy kìa. Xoáy đây, xoáy đây. Bom nổ nữa kìa. Vâng, gồng quản giáo cực kỳ kịp thời khi mà đội quân nhìn là toàn thấy đỏ máu rồi. Thương binh hết rồi. Một hồi máu nữa, đúng ngay và luôn. Quá kịp thời chứ quả đấy mà không thả nhanh tay là hoảng hết rồi. Tí nữa thì đi họp quốc hội cả lũ. Còn một hai Hunter có vào đây xử lý thằng King không? Chờ tí, chờ thằng King sang bên đây cái đã. Vâng, thằng King, à, Queen đang ở ngoài. Vâng, bạn có thấy là vòng vây của bạn đang bị khép lại không à? King 75, Head Hunter có mặt. Chỗ trên kia Hawk với cả là quản giáo chơi xong cái X-Bow đi. Ôi dồi ôi, mày hết pin kìa các ông ạ. Nhanh còn kịp nào, nhanh lên em ơi. Hết trận này chúng ta còn đến trận top 4 nữa mới dừng video cơ. Queen còn chưa cả gồng. Quá dẻo đến từ Rika trong pha đi Queen này. Rất tốt luôn. Hợp lý quá. Xin chúc mừng Rika với trận đánh lia nhà top 2 cực kỳ ngọt lịm. Chúng ta hãy cùng đến với nhà số 4 đi nào. Ở đâu rồi? Mình đi kiếm vua rồi. Đâu, nhà số 4 nào. Đây, Long Hoàng. À, anh Long Hoàng xử lý bằng combo là gì? Đi Queen PK Super Wizard với cả Wish luôn. Đi từ đâu bây giờ? Khí cầu chiến có mặt trời ở cái trên hướng 12 giờ sập sàn. Ok luôn anh ơi. Ô, dọn nó lại đẹp quá. Đi Queen thoải mái ở khu vực trên đây luôn nào. Một phát đục tường tốt. Cuồng nộ nữa cũng đã có mặt. Chơi đi. Wish bên đây. Và đại quân đã được mở một pha thông tường ở bên kia rồi. Chơi. PK ơi, cẩn thận em ơi. PK cẩn thận em ơi. Bịt rồi, nó lại mắc bính. Một pha đóng băng nó lại quá chuẩn. Vâng, dính xoáy, vâng, thêm cuồng nộ. Vâng, xoáy không sợ. Xoáy không sợ, quản giáo chuẩn bị vào thế nó gồng cho mà. Nó phải đợi qua khu vực nhà chính đã. Qua khu vực nhà chính bắt đầu với gồng. Đấy, lúc này nhà chính nó lòi cái mồm ra mới gồng và chơi đồ nữa, thêm một mình cuồng nộ nữa. Quẩy những người. Vâng, tiếp đi nào. Royal giờ này mới lên. Vâng, Zolo, chơi clan Zolo nó phải Zolo luôn anh em ạ. Bì em Queen lại đã. Bạn bắn tớ hơi nhiều đấy bạn ơi. Úi dồi ôi, nhìn thì không thấy quân đâu. Mà lại lìa. Vâng, cái combo này ảo thật. Các bạn có thể thấy là nhìn thì quân lác đác ở đâu hết rồi, chỉ còn tướng thôi mà vẫn chơi được. Vâng, nhỏ mà có võ rồi. Thôi, giao bánh thôi bạn ơi. Một cái nữa, sập, ôi, làm cái Inferno. Em Queen cũng đã gồng trong thời điểm này rồi, nhưng mà được cái là còn mấy em Wish. Vâng, được cái đội quân sinh đẻ không có kế hoạch này nó vẫn đẻ tốt lắm. Ăn đi Queen, đúng rồi. Tốt. Thằng X-Bow thông minh thật, nhè đúng cái thằng có được bơm máu mà bắn. Bắn đến Tết luôn em ạ. Rồi, nó chuyển sang nó đốt Wish. Úi trời, một trận lìa đẹp nữa đến từ anh Long Hoàng rồi. Ây, đấy, trong video ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn combo mà làm balloon với cả set cực kỳ ổn áp của anh em Battle Ray. Xin chúc mừng các em Battle Ray đã giành được chiến thắng tiếp theo. Rồi, anh em có nhu cầu mua vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi trong này. Đây, các bạn còn có 3 ngày thôi, múc nhanh còn kịp anh em nhé. Hoặc là gói gem cứ liên hệ mình theo đúng đường link phần bên Academy Gaming. Mình thì múc cho các bạn thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng OMO ok nha. Tối nay là chiến cho anh em.